Hải Phòng, ô tô 16 chỗ bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên đường. Chiều ngày 31 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng cho biết một chiếc xe 16 chỗ tự bốc cháy khi lưu thông qua vòng xuyến Bùi Viện, giao Ngô Gia Tự. Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày. Thời điểm này, anh Phạm Đình Việt, sinh năm 1981, thường trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, điều khiển xe ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 17B02071 tới vòng xuyến Bùi Viện giao ngô văn tự thì chiếc xe bốc cháy ngay sau khi nhận tin báo công an phường thành tô phối hợp với đội phòng cháy chữa cháy công an quận hải an dập tắt đám cháy vụ cháy không gây ra thiệt hại về người song chiếc ô tô trên bị cháy hoàn toàn cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc